Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du học qua bên server Đài Loan để có thể đến với một tài khoản đó là của anh chàng VN Chủ tịch. Vâng, đến với quân đoàn Việt Nam. Và cái đây là một trong những tài khoản mà mình phải nói với các bạn là rất ấn tượng với số lượng tiền đầu tư vào trong game. Nó rơi vào cỡ khoảng 300 triệu đồng Việt Nam nha anh em nhé. 300 củ và 300 củ tiền hoa quả. Và để xem là với tài khoản 300 củ đấy chúng ta sẽ có những cái gì. Ok, server Đài Loan thì tất nhiên là nó sẽ khác với server Việt Nam rồi. Anh chàng này thì chơi từ mùa 1 và hình như là có đủ tất cả thẻ vô cực từ mùa 1 đến bây giờ. Với một người chơi bình thường thì tỷ lệ top 3 là 30,45% và tỷ lệ xuyên chết là 2.33 thì là quá tuyệt vời rồi. Và đây là một quân đoàn mà theo mình biết thì là toàn những người Việt Nam nhưng mà đang sống và làm việc tại Đài Loan và chơi ở server Đài Loan. Và có rất nhiều bên người bên server Đài Loan thì chơi ở server Việt Nam. Nhưng mà với anh chàng này thì anh chàng này lại sống và làm việc và chơi luôn ở server Đài Loan. Server Đài Loan thì có gì hay ho? Tất nhiên là khi mà đập vào mắt chúng ta sẽ thấy tất cả những cái hình quảng cáo các thứ trong game thì đều là tiếng Trung Quốc hết. Tiếng chính xác nó là tiếng Quảng Đông. Và theo mình biết là như vậy, nó tiếng Đài chứ nó cũng không hẳn là tiếng Trung Quốc. Ok, chúng ta hãy cùng nhau review và chúng ta review xem là trong thủ đồ của anh chàng này có cái gì. Theo tôi được biết thì thông tin tôi được biết thì tài khoản này nạp vào trong game nó cỡ khoảng 300 chai tiền hoa quả. Và tất nhiên là 300 chai thì nó phải đồ đạc của nó sẽ phải là rất nhiều rồi. Và đây là bộ khí cô dây cót và hôm nay chúng ta sẽ đổi gió, chúng ta review một con Notora, một con nhân vật mà tôi thấy là nó cũng điện nước khá là ổn. Và có mình đó Samurai đỏ. Cái con số 300 đấy là người ta nói với tôi nhé. Còn nó có chính xác hay không thì chúng ta hãy review xong account này thì chúng ta sẽ cùng phát biểu cảm nghĩ xem là nó có chính xác như vậy hay không. Vâng, đây là bộ tóc nữ cường hóa. Mình đang để ngôn ngữ tiếng Việt nên chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy mọi thứ trong game tiếng Việt, chỉ trừ có ảnh nghĩa các thứ ở trong game thì nó là hình tĩnh mà thì nó sẽ là tiếng Anh. Vâng, lướt qua một chút thì thấy nó khá nhiều đồ ngon lành ngành đào rồi, mũ thần quyền rồi thì bà già Noel, đầu người đẹp, đầu thỏ bông, tóc ướt át, rồi thì mũ trứng và gà, tóc người xếp hình với các kiểu đa điểu. Nói chung là cũng là một tài khoản. Ui, có bộ hồ ly này, có cái bộ hồ ly tôi rất thích cái bộ này. Và bộ lily, và bộ này mà con Notora này mặc bộ lily này trông cũng rất hợp luôn. Vâng, có bộ đầu mèo mèo, bộ đồ mà được thiết kế bởi người Việt Nam, cái đấy là bốc phét đấy. Ô, có cái tóc vàng hoe này, cái tóc này lạ nhỉ. Vâng, tóc này lạ thật sự ạ. Và ở bên server Đài Loan này tất nhiên là sẽ có một số những cái đồ lạ, nó không giống như ở Việt Nam, nó không giống như server Việt Nam. Server Việt Nam chúng ta thì đa số các đồ thì các nước khác đều có, nhưng mà có một số cái server ở các nước khác thì có những cái đồ mà chúng ta không có. Và chúng ta sau khi mà review tài khoản này, chúng ta sẽ review luôn server Đài Loan. Và chúng ta thấy là anh chàng này có rất nhiều đồ vàng, và mà nạ nữ cường hóa, rồi thì bộ hoàng nhật, rồi thì bộ hào quang tím, và nói chung là đồ đạc khá ngon lành cành đào. Như vậy là không có bộ hào quang vàng, bởi vì có lẽ là không cày. Chúng ta thấy đồ đạc rất nhiều luôn, và chiến giáp hậu thế, rồi thì các kiểu đa điểu, và đồ đạc quá ngon lành cành đào. Có luôn từ thẻ vô cực mùa 1, mùa 2, mùa 3, mùa 4, mùa 5, mùa 6, 7, đủ hết luôn. Không thiếu mùa nào cả. Và lúc này thì chúng ta vẫn đang có những cái pha gọi là áo đồ long nữ này, và đang có những cái pha gọi là review đồ của cái tài khoản này. Vâng, tài khoản này là VN Chủ tịch và quân đoàn Việt Nam. Thực sự là rất là xúc động khi mà chúng ta đi, ví dụ chúng ta chơi server nước ngoài xong lại phát hiện là mấy ông nick Việt Nam các thứ, ui, nếu mà chẳng may cùng đội thì vui phải biết. Giống như là kiểu sự gọi là gặp gỡ của những người xa xứ, nên là cái cộng đồng Free Fire ở trên thế giới này rất nhiều, và cộng đồng người Việt Nam mà chơi Free Fire ở những server nước ngoài rất nhiều. Cách đây khoảng vài tháng thì tôi cũng có review một cái nhóm người Việt Nam nhưng mà lại chơi trên server Ấn Độ cơ. Vâng, lại chơi server Ấn Độ cơ, thế nó mới lạ. Vâng, vẫn đang có những cái pha gọi là chúng ta đang được xem về lượng đồ rất nhiều và dồi dào đến từ cái tài khoản của anh chàng VN Chủ tịch này. Thì cũng nhắn với tôi là bên anh VN Chủ tịch này thì cũng có nhắn là tức là cái chủ nick của cái nick VN Chủ tịch này thì lâu rồi anh ta cũng hình như cũng không chơi. Vâng, và cái quân đoàn có một cái lời nhắn là quân đoàn hai lúa. Vâng,
chắc con đoàn này tên cũ con đoàn Hay Lúa hay sao. Con đoàn Hay Lúa rất nhớ anh chàng chủ tịch này và hy vọng là anh ta sẽ sớm có thời gian để có thể trở lại chơi với anh em. Các bạn biết là ở bên nước ngoài thì cái chuyện mà chúng ta đi làm bận rộn thứ nó rất bình thường, ở chỉ có Việt Nam thì chúng ta mới hay kiểu có nhiều thời gian để chơi thôi. Còn tôi biết là những anh em mà đi lao động bên nước ngoài thì không có nhiều thời gian để chơi đâu. Hôm trước chúng ta cũng có vừa review cái nick của một cái anh chàng mà sống ở bên Nhật đấy, rất bận. Đây có cả bộ chim cánh cụt và hải cẩu trắng mới ra trong cái nào Free Fire luôn. Phải nói là lượng đồ của cái tài khoản này là rất nhiều luôn. Vâng, xưởng chế tác có đủ hết tất cả các bộ xịn luôn. Rồi đạo trích bạch tuộc baby đến từ sự kiện hồi trước, rồi có luôn khủng long băng giá. Khủng long băng giá thì mới ra cùng với server Việt Nam thôi. Bên server Đài Loan này thì cũng mới ra cùng với server Việt Nam bộ khủng long băng giá này. Và hôm trước tôi có một pha nghịch hơi ngu nên là bị mất con khủng long băng giá này. Nhưng mà một số những cái tài khoản khác mà mọi người có thì đều sở hữu cái này cả. Ok, ui, rất nhiều hòm súng anh em. Ui, 30 hòm súng em rủa, 13 hòm súng. Không biết là bên này họ có tặng nhiều hòm súng hay không, mà sau này lắm hòm súng đấy nhở. Ui, ông này mua kiểu mua lấy được ấy. 10 hòm súng AK rồng lộn này, rồi thì 22 hòm súng, 47 hòm súng AK giáng sinh của vãi cả cứt. Vâng, ông này có mấy trăm hòm súng không mở ạ. Ui, cả có hòm súng sói lửa này. Cái súng này ở Việt Nam không có nha anh em nhá. Có nhưng mà nó không có, nó không tăng cái gì cả. Cái phiên bản súng sói lửa này Việt Nam không tăng gì cả. Ui, súng nhiều vai cả đái anh em ạ. Và 47 hòm súng giáng sinh, 17 cái hòm súng MP40 kìa. Và MP40 phục sinh 17, 25 hòm bóng nước. Ui, 29 hòm M4A1 phép thuật ạ. Ông này có mấy trăm hòm súng ạ. Vai cả nồi. Ui, mua kiểu gì nhỉ? Ui, mua kiểu gì mà sở hữu hết mà chưa mở ra đấy nhỉ? Ui, vai cả hàng của đại bàng ạ. 18 hòm súng M60 quái thú ạ. Ui, what the fuck. What the... Không biết là có cả 15 cái hộp đào kho báu này. Mùi vãi cả nồi. Ui, gói đồ không thể mở luôn. Và gói đồ sát thủ hỏa ngục bội đắt lắm đấy. Mật vụ thiên hà không thể mở luôn. Rồi gói tu xe đô. Rồi thì gói vẹt xanh. Gói này hồi trước tôi hay gọi là gói nam lầy. Tại vì nam lầy hồi trước hay mặc cái bộ vẹt xanh này. Ui, đồ nhiều vãi cả hàng của đại bàng ạ. Wow, thật là khó tin luôn. Vâng, sao lại ông này thừa nhiều đồ ấy nhỉ? Thừa rất nhiều súng ống mà không thể mở ra. Và chúng ta nhìn sơ sơ qua vừa rồi có thể thấy là thông qua cái hòm súng đấy chúng ta có thể nhìn thấy là cái số lượng súng của cái tài khoản này là rất kinh khủng rồi. Và tí nữa chúng ta hãy cùng xem. Ok, đây là bộ mặt nạ thong ma búp bê, rồi thì mũ lãng khách tím vua bảy đại dương, rồi thì hào quang xanh, hào quang đỏ, và đồ nam khủng ở đồ nữ rồi. Như vậy là lướt qua một chút thì thấy đồ nam mà khủng ở đồ nữ rồi. Các cái đồ rất là xịn, rất xịn sò con bò luôn. Chúng ta cùng đây là bộ hào quang đỏ. Bộ này thì ở Việt Nam thì chúng ta cũng rất nhiều người thích sở hữu, tại vì nó đại diện cho cái rank huyền thoại. Rồi trong game thì chúng ta có tóc khá bảnh, tóc con hàng mặc áo hồng này, và con hàng mặc đồ hồng, rồi thì mũ trứng và gà, bộ thợ săn quỷ, tóc cường hóa mũ cương thi, tóc búp bê kabuki, đầu nhạc disco. À, một bộ trang phục khá lạ. Bộ này Việt Nam không có luôn. Bộ này Việt Nam không có. Và đây là cái vòng quay vàng của server Đài Loan. Còn vòng quay vàng ở server Việt Nam thì cho cái bộ đồ chiến binh ngoài hành tinh gì đấy. Cái bộ tóc disco thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Và có lẽ là ở bên Việt Nam mình thì sẽ lôi ra để bán để kiếm tiền. Bởi vì trông nó đẹp. Và đồ vải trông nó đẹp và trông nó sắc rỡ. Nhiều anh em thích mặc cái bộ đồ này. Còn đây là tóc nhà đầu nhà tiên tri. Bộ nhà tiên tri này trước cũng ra là một bộ đồ đôi, nhưng mà bộ này ở Việt Nam thì ít người quay vòng quay bắn kim cương lắm, tại vì trông nó hơi xấu. Vâng, trông nó hơi xấu như con gấu. Đây là bộ đồ thánh vương. Rồi thì thủ vệ báo kẻ thanh trừng. Bộ đồ thánh vương này thì quá ngon lành. Anh Đào thì vẫn là một trong những bộ đồ mà rất là yêu thích. Có cái đầu thờ xếp hình. Như vậy là anh ta cũng có cái bộ người xếp hình. Bộ mà tôi hay gọi là bộ Lê Thị Nô đấy. Có luôn cả bộ mặt nạ thằng hề ma mị này. Thơm bơ chưa? Quá thơm cái đội bán rơm. Mà tôi phải nói là đây một cái tài khoản nó quá ngon lành thành đào đi. Vâng, tài khoản nó quá ngon đi. Đây là mặt nạ đại bàng vương, rồi chiến binh bí ngô, hào quang đỏ, các kiểu đa điểu. Rồi thì đầu mũ thợ săn đầu lâu, mặt nạ hào quang xanh, xác sống, đầu thỏ neon. Cái bộ thỏ neon này mới ra thôi. Bộ này mới ra, nói chung là ngon lành cành đào. Đây là băng che mắt, mặt nạ chó điên, rồi thì quỷ kiếm dạ xoa. À đây là anh em mới đang ở Việt Nam mới đang đau đầu với bộ này đây. Cái bộ này thì cứ nửa năm đến một năm thì nó lại ra mắt lại một lần, cái bộ quỷ kiếm dạ xoa. Và ai cũng thích trở thành những cái ác quỷ vuốt tâm, và ai cũng đổ tiền mua. Sáng nay tôi đã thấy nhiều anh em kêu la về chuyện là bỏ ra 600-700 nghìn. 600-700 nghìn là ít đấy. Ngày xưa tôi mua bộ quỷ kiếm dạ xoa mất 2 củ nhá. Ngày xưa cái lúc mà bộ quỷ kiếm dạ xoa nó ra lần đầu tiên ở trên server Việt Nam ấy, là tôi
là tôi quất bộ đấy hết 2 củ tiền hoa quả. Đấy, thế anh em và tiêu dưới 2 củ lấy bộ đấy anh em đừng có kêu. Và đây là đầu bóng ma, đây là đầu tuần lộc. Và cái đầu này nó lạ nhỉ, cái đầu này như server Việt Nam không có sao. Và tôi trước giờ nhìn thấy cái đầu này, cả thêm cái bộ đầu tuần lộc mũ đỏ, cái bộ này như là hai cái đầu Giáng sinh. Không biết là ở Việt Nam có không, cái này đầu bóng ma từ sự kiện Halloween mà cũng ít người ở Việt Nam xài cái này lắm. Vâng, trông nó hơi kinh, hình như là tôi cũng chẳng có cái đầu đấy, tôi cũng chẳng thích. Vâng, trông nó như cái đầu gì ấy, vâng. Trong một kinh, nói chung là có nhiều cái server nước ngoài họ chơi nhiều. Ví dụ các bạn nào mà từng nhảy ở bên server châu Âu chơi ấy, thấy là bên châu Âu họ ăn mặc rất là kiểu quái dị nhá. Nhưng mà đối với các server châu Á như Việt Nam, Indo, Thái Lan thì chúng ta hay thích những cái đồ mà nó cute, nó sexy tí. Đấy, kiểu ăn mặc ít vải. Đấy, chúng ta hay thưởng phải là đồ vải nhưng mà lại mặc ít vải. Còn nếu mà đồ robot thì mình lại không thích. Nhưng mà cái này nó là bán chung toàn thế giới. Nói chung là mình có thích hay không thích thì mình phải chịu thôi. Và mình quán không thích hay không, thích thì mua, mà không thích thì mua thôi. Và bình thường thôi mà anh em. Và đây là áo đại bàng vương. Vừa rồi chúng ta xem áo lãng khách tím là chiến binh bí ngô, áo vua bảy đại dương. Thì cái bộ này cũng là một cái bộ mà nó chỉ che ba lô, tại vì cái áo đằng sau nó sẽ bay bay. Áo thỏ neon, và mình đánh giá là cái bộ thỏ neon mùa này là một trong những cái sở chế tác rất đẹp. Không biết là sở chế tác sắp tới sẽ là cái đồ gì. Và chúng ta vẫn đang lướt qua cái tủ đồ rất là vãi hàng của đại bàng đến từ anh chàng ở bên Đài Loan này. Đây là DJ xóa áo nhạc disco, phải công nhận áo nhạc disco đẹp thật. Bộ đấy khéo bán ở Việt Nam thì chắc là lại cho vào trong một cái sự kiện đặc biệt gì đấy. Các bạn phải nạp thẻ lấy được cái đấy, hoặc các bạn phải nạp thẻ và cày game để lấy được cái đấy. Nói chung là ở Việt Nam mình bán khôn lắm, mấy cái đồ xịn ở Việt Nam mình toàn loại ở ngoài. Đấy, để anh em buộc phải dùng cái khác. Ui, ông này có 195 cái mảnh lập phương ạ. Tôi vừa nhìn thấy xong với 6 cái hộp ma thuật. Quần thì nói chung là quần nam thì nó cũng tương đương với những cái đồ mà đang mặc ở trên người thôi. Và chúng ta nhìn sơ qua biết là cái tài khoản này nó rất khủng rồi, đồ rất nhiều. Và kéo nó phải gọi lướt mỏi tay không hết anh em ạ. Và lướt mỏi tay không hết. Mà nhiều anh em lại kêu là bên server Đài Loan này nó rẻ, đâu mày mua được nhiều, không hề nhá. Giá bên server Đài Loan này đắt hơn ở Việt Nam. Giá bên server Đài Loan này đắt hơn Việt Nam khoảng 25%. Tức là đắt hơn 1/4 nữa, 125%. Ví dụ như chúng ta mua một cái gì đấy 10.000 thì bên này phải mua mất 12.500. Đấy, nói chung là đắt. Ở bên Đài Loan này thì thu nhập của người Đài Loan thì gấp Việt Nam rất là nhiều. Việt Nam mình bây giờ thu nhập khoảng 2.000 đến 3.000 đô một năm à. Bên này là 22-25.000 năm. Thế thu nhập của người Đài Loan thì gấp độ 10 lần Việt Nam. Đó, tất nhiên server đắt hơn. Đấy, đồ nam liền thì chúng ta có cũng giống tương tự đồ nữ lấy thôi. Chúng ta có cái phượng hoàng thép. Cái bộ này thì hồi trước bán server Việt Nam thì là một sự kiện đặc biệt. Chúng ta nạp thẻ tích lũy để lấy được bộ phượng hoàng thép này. Bộ này nó khá giống cái bộ ninja thần chết ở cái bộ cái gì sát thủ bạc. Nó cùng nó đổi màu thôi. Đấy, ôi, có 6 cái, có luôn là một cái thẻ level 8 này. Anh chàng này nói chung là cái tài khoản này chắc là cũng hay chơi là có mấy cái sự kiện Giáng sinh mới đã chuyển qua những con sợ thủ xạ con trợ thủ. Đây là những con gấu panda đủ hết tất cả skin, chắc chắn là đủ hết skin rồi, không thể trượt đi đâu được, chắc chắn là sẽ phải đủ hết skin, tại vì là cái một cái tài khoản mà nó giàu như này thì không có lý do gì mà nó lại không đầy đủ hết skin cả. Mèo công chúa này là lấy ở trong cái hộp của cái hộp độc quyền của cái thẻ vô cực anh em ạ. Shiba không thèm đặt tên nhưng mà cũng có đủ hết tất cả các cái skin của các con pet luôn. Nói chung là pet thì đầy đủ hết rồi. Robo có 2 con như vậy, chưa mua con robo tuyết. Chưa mua skin tuyết. Hồ ly thiếu con hồ ly chiến trận. Có vẻ như ở bên này thì không có cái hộp hồ ly chiến trận, và có lẽ hồ ly chiến trận ở bên này sẽ bán ở trong một sự kiện đặc biệt khác. Nói chung là kiểu cứ rút ra rút vào mà, kiểu cái tài nguyên của game thì nó chỉ có như vậy thôi. Còn mỗi nước thì họ sẽ tùy biến để xem là cái chính sách bán hàng của họ như thế nào. Đấy, chính sách bán hàng của mỗi nước khác nhau. Ok, lướt qua một chút về bộ sưu tập trước khi đến với kho súng nào. Ba lô linh hồn hải tặc. Ba lô này bán ở Việt Nam chưa nhỉ? Nhìn hơi lạ. Hòm xác hộp quà trông hơi lạ một tí, nhưng mà cái này chắc là trong sự kiện Giáng sinh thôi. Trông nó cũng không có quá gì quá đặc biệt. Tôi thấy cái ba lô thì trông nó đẹp hơn. Đây cũng đến với đây là hòm để đợi một chút, hòm xác hộp quà này hình như là nó
chưa ra ở Việt Nam thì phải. Dù thợ săn đầu lâu có trong bộ thợ săn đầu lâu đấy, chúng ta có nhìn thấy anh chàng này cũng có cái bộ đồ huyền thoại rồi. Bộ đồ đấy thì server nào như server nào thôi, 15.000 kim cương bạn sẽ có cơ hội để chắc chắn sẽ có cơ hội để sở hữu nó. Hay là bán người tuyết, và này thì cũng ở trong một cái sự kiện ra ngày hôm qua, như server nào cũng ra cái đấy cả. Thì hôm qua cái tài khoản chính của tôi cũng nhận được cái server bán trượt người tuyết này rồi. Có cái bán level up này khá đẹp luôn, rồi bán trăng đỏ, bán huyết nguyệt, bán ám ảnh kinh hoàng, bán hào quang. Bán hào quang này chính là kỷ niệm chung kết thế giới. Ok, vũ khí đủ ngon vãi cả hàng rồi, vừa nhìn một phát thấy ngon luôn. Hồng sư điểu và kim sư điểu, M451 lễ hội, M451 phép thuật, M451 linh hồn vũ trụ, M451 hỏa ngục, M451 rừng xanh, M451 thảm họa, vẫn đọc riêng M451 thôi nó méo hết cả mồm rồi. M451 sói lửa, và đủ hết luôn, trí tuệ nhân tạo, và đủ quá ngon. Vâng, đồ quá ngon lành cành đào luôn. Ôi, đồ ngon thật sự ạ. AWM thanh lịch tăng 2 tốc độ bắn. Đây là Sakusup và mời chơi. Đây là Adelup Zanji. Ra từ hồi mới ra game. Rồi tiếng hú địa ngục giáng sinh thảm họa đường chân trời. Đồ ngon quá rồi. Vâng, cái chết tím đôi mắt tử thần tôi nhìn thấy ở phía dưới kia rồi. Cái khẩu cái chết tím này tăng 1 tốc độ bắn, nó khi mà ngồi xuống thì nó tăng sát thương lên người, nhưng mà không hiểu sao Việt Nam bây giờ nó không ra lại khẩu đấy nữa. Vâng, có thể là nó bị lỗi nữa thì ở bên server khác tôi thấy bắn nó bình thường. Và đôi mắt thử thần, khẩu đang đánh giá là khẩu mạnh nhất với 2 tốc độ bắn. Hay là AK rồng lửa, AK rồng lộn, rồi AK giáng sinh, AK bóng nước, thợ săn đầu lâu kim kỳ lân, lửa đỏ, rồi bí ngô, ong bắp cày, thợ săn đầu lâu, ngon lành cành đào thật sự ạ. Vâng, nhìn cái kho súng này mê luôn. Các bạn bây giờ đã tin cái tài khoản này 300 củ chưa? Các bạn sở hữu được từng này khẩu AK vĩnh viễn thì các bạn không biết phải đốt vào trong game này bao nhiêu tiền. Và đừng quên ở server Đài Loan này đắt hơn server Việt Nam. Tí nữa tôi chứng minh điều đấy cho các bạn xem. UMP nghệ sĩ tử thần, nói chung là UMP đủ hết, không sót bất kỳ khẩu nào. Và nói thẳng luôn là UMP đủ hết luôn. Và MP5 màu hồng, ui quá thơm, đội bán dơm ạ. Nhìn cái dàn MP5 này thôi, có khi giá trị nó đã bằng ác của người khác rồi. M14 quái thú, M14 buza, M14 giáng sinh, Scar đẳng cấp Titan, Scar có rất nhiều skin, có lẽ là đầy đủ luôn của bộ Scar thiên đường tương lai rồi. Vâng, Scar đẳng cấp Titan có rồi, Scar game thủ, huyết nguyệt, thần tình yêu, bóng ma, thủy thần. Ui đủ hết tất cả anh em bạn, vãi cả hàng của đại bàng quá thật sự luôn. Ui có cả cái chết tím, nhiều ông Việt Nam không có cái chết tím đâu. VSS cũng gần như là có đủ luôn, mà thiếu mỗi Scar thanh lịch này. Có lẽ hơi kém thanh lịch mà chưa có cho mình, đó là khẩu thanh lịch vĩnh viễn, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có mà thôi. MP10 năm mới hoàng kim, phục sinh cơ khí, sấm sét ma mị hoàng kim. Ôi thơm thật sự ạ. Vãi cả hàng, game thủ Titan ơi ghê quá, giáng sinh sói lửa, ui có cả khẩu sói lửa luôn này, xịn so con bò luôn, một khẩu Việt Nam không có. Vâng, ui SKS đầy đủ luôn, SKS đang sử dụng bóng ma sát thủ ạ, phê. Ở bên này chưa có cái bộ hòm súng pháo hạm gì vậy, chưa thấy có ông này có bất kỳ một khẩu pháo hạm nào, hình như mới server Việt Nam mới có thôi. Vâng, đây là M249 màu hồng ạ, tăng 2 tốc độ bắn mạnh nhất trong tất cả khẩu 249. Đây là K98 giác đấu thợ săn biển, rồi ui cái khẩu quỷ hồng này thì mới có cho mình, đó là theo ngày thôi. Đây là Famas, nguyên cả bộ Famas thần khí cộng với cả tất cả loại Famas luôn. Linh hồn chiến trận, báo cướp biển, công nghệ giác đấu, rồi hàm cá mập, rồi thì hàn băng. Như vậy là tài khoản này cũng đầy đủ. SVD trí tuệ nhân tạo, như vậy là cái tài khoản này thì vẫn còn đang thiếu, đó là có SVD pháo hạ. Có lẽ là cái hộp đó thì chưa ra mắt ở server Việt Nam. XM8 cũng có đủ hết tất cả skin, có cả skin XM8 quái thú. Spas cũng có đủ hết. Và cái tài khoản này thì chắc chắn là nó phải rơi khoảng 300 triệu. Vâng, tại vì là cái server bên Đài Loan này thì đắt hơn server Việt Nam là 125%. Tức là nói chung là các bạn tiêu cái gì ở bên này thì cũng phải đắt hơn ở Việt Nam, như tôi đã nói trong lúc nãy rồi. Đây là M60 miền Viễn Tây, M60 rực lửa, rồi M60 vàng dòng đêm đỏ, đủ hết tất cả các thứ, đủ hết các kiểu là điểu luôn, không sót cái gì anh em ạ. Vâng, M60 rực lửa vàng dòng, rồi thì cướp biển quỷ hồng quái thú, phê thật. Ôi có là M60 bí ngô này, tăng 2 độ chính xác. Cái khẩu này như chưa ra mắt ở Việt Nam thì phải. Khẩu này như chưa ra mắt ở Việt Nam tôi thấy khá lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy khẩu đấy bao giờ cả. Đây là AN94 Buya, AN94 thảm họa có luôn rồi, AN94 công nghệ, rồi thì kiếm huyết nguyệt, rồi thì các thể loại lựu đạn các kiểu đại điểu, ngon lành cành đào luôn. Rồi lựu đạn thì có lẽ server nào cũng như server nào. Đây là bom keo, bom khiên đỡ đạn, rồi thì bom hào quang,
Vâng, quá ngon đội bán son, đồ đạc ngon thật sự luôn. Vâng, cái về xe Jeep nổi loạn rồi, đa năng mỹ nhân ngư, máy tia chớp, xe máy rực lửa, mô tô miền Viễn Tây. Và mô tô miền Viễn Tây này mở trong hòm độc quyền anh em nhá. Rồi túc túc Giáng sinh, xe thể thao Ngân Hà này ngon lành quá luôn. Và một cái tài khoản mà nó quá phê. Vâng, một tài khoản mà nó quá phê. Vâng, nhìn đi nhìn lại dàn súng này, tôi lướt lại dàn súng cho anh em xem, quá ngon lành cành đào luôn. Thậm chí có những cái súng ở sân bay Việt Nam chúng ta không có. Vâng, những cái súng ở Việt Nam chúng ta không có luôn. Bên Đài Loan này thì vẫn dùng skin súng bình thường nhá. Chỉ có duy nhất server Brazil là không sử dụng skin súng thôi. Không, tức là các skin súng đó không có chỉ số, và chỉ số để cho vui. Đấy, còn server Đài Loan này vẫn dùng chỉ số bình thường. Mà phải nói là bên Đài Loan này trình độ game thủ là cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Tôi phải nói thẳng các bạn như vậy luôn. Bên Đài Loan này game thủ họ chơi nó khác vọt với Việt Nam lắm. Mà cái server Đài Loan này thì theo tôi biết là cũng rất là ít hack hiểm. Vâng, rất ít hack hiểm. Tại vì bên Đài Loan người ta, cái lòng tự trọng người ta ở bên Đài Loan cao, nên là họ không hack hết các thứ bao giờ cả. Vâng, rất ít hack ở bên server Đài Loan này. Vâng, đây là M451 phép thuật. Ui, nhìn cái dàn súng phê thật sự ạ. Ok, chúng ta hãy ghé qua cái quân đoàn của anh chàng này một tí nhá. Vâng, đây là cái thẻ vô cực thì nó cũng như server Việt Nam thôi, không khác gì cả. Và phải nói là cái tài khoản này nó quá ngon đi. Và đây là VN gạo. Đây là đa số, theo tôi biết là những bạn này đều đang sống ở Việt, sống ở bên Đài Loan, hoặc là cũng có thể một số người sống Việt Nam có ở ông VN cà khịa 9 này, chắc chắn là fan của Ri cà khịa Gaming rồi. Và ông cái tài khoản VN chủ tịch thì vẫn đang là chỉ huy của quân đoàn này. Và có bạn mà gửi cho tôi cái tài khoản này để review thì cũng nhắn nhủ là hy vọng là anh chàng sẽ sớm quay trở lại với cả quân đoàn để dẫn dắt quân đoàn cùng nhau đi lên, cùng nhau phát triển. Và có lẽ là lâu rồi anh chàng này không chơi sao? Vâng, lâu rồi anh chàng này không chơi trang, và danh dự 125.000 danh dự vãi cả hàng. Các bạn biết là nạp vào trong game nó khủng khiếp như nào rồi đấy. Bên này thì chúng ta sang, chúng ta sẽ thấy những cái banner rất đẹp. Bởi vì tiếng Trung Quốc thì nó theo kiểu những cái ký tự hình vuông, hay nó xếp, khi mà nó xếp vào trông nó rất là vuông thành sắc cạnh. Các cái skin súng thì nó cũng kiểu uốn éo hơn so với cả bên Việt Nam một chút. Bên Việt Nam mình trông cái banner rõ ràng hơn. Còn bên này thì chúng ta nhìn cái banner trông nó giống như là những cái poster phim vậy. Và giá nó thì đắt hơn, anh em vừa nhìn thấy giá nó đắt hơn rồi đấy. Và tôi vừa lướt lướt qua mấy cái giá thì anh em nhìn thấy nó toàn 1900 bao nhiêu kim cương rồi các kiểu đa điểu. Bên server này đắt hơn Việt Nam, server này đắt hơn Việt Nam, nên là anh em nên là cái tài khoản này nạp vào đồ đây này. Anh em nhìn thấy con pet chưa? Vừa nhìn thấy con pet nhá. Đây là cái bộ, mấy cái bộ này toàn 999 kim cương này. Cái bộ mà Việt Nam mà cho miễn phí thì bên này bán 1499 kim cương. Vâng, vãi cả cứt. Còn hai cái bộ thiên thần mà ở Việt Nam không ai thể mua, bên này bán 2000 kim cương luôn. Vâng, vãi cả hàng của đại bàng luôn, thật sự luôn. Đấy. Ở bên này chát chua lắm, anh em đừng có đùa. Các anh em nhìn hòm súng là 85 kim cương nhá. Ở Việt Nam thì chỉ có hai loại, một loại là 35, một loại là 60. Bên này có hai loại, một loại là 45 và một loại là 85. Đấy, ông nào còn kêu bên server nước ngoài rẻ, vả ngay một phát đầu mồm, tự vả ngay phát đầu mồm. Bên này quay 10 lần là 850 kim cương nha anh em nhá. Và 850 kim cương nhá, chứ không phải là 60 kim cương như Việt Nam đâu. Việt Nam này còn có cái quay 3 lần đầu được bonus, được giảm giá cơ. Nhưng mà ông này ông quay kinh quá, hết hết mẹ cả đồ ở trong này rồi anh em ạ. Ông này ông quay kinh quá. Và bên này thì vòng quay vàng thì nó có mấy con nhân vật, bên Việt Nam đéo thấy con nào. Vâng, bên Việt Nam của chúng ta thì không thấy con nhân vật nào. Bên này thì quay súng, ở bên này thì cũng là 85 kim cương. Nhưng mà các bảo ông này có 132 cái huy hiệu. Thì các bạn biết là ông này đổi bao nhiêu cái sự kiện quy đổi ra rồi đấy. Đấy, còn cái quay cái vòng xưởng chế tác này thì cũng đắt luôn. Nói chung là cái gì cũng đắt hơn Việt Nam. Và thậm chí là có những cái nó đắt gấp đôi Việt Nam. Đấy, và cái tài khoản này thì đã đấm vào trong cái bên Free Fire Đài Loan là 300 củ. Bên này quay một lần, quay 5 phát là 350, Việt Nam có 180 kim cương anh em ạ. Đấy, anh em thấy là cái tài khoản này đầu tư kinh không? Và tôi không nói điêu anh em đâu, tài khoản này đầu tư khoảng 300 triệu trong cái nào Free Fire rồi. Ok, chúng ta đã vừa đi du học ở bên server Đài Loan. Và nếu như các bạn thấy video của Ryaki mình hay, các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.